Xin chào quý khách hàng đã quay trở lại với kênh truyền thông của TC Trung Chính Audio. Thưa quý anh chị, trong một bộ dàn âm thanh thì có rất nhiều các thiết bị, nhạc cụ thì việc sử dụng một chiếc mixer hay còn gọi là bàn trộn để điều chỉnh, phối ghép cho phù hợp là điều vô cùng cần thiết. Chính vì thế trong video hôm nay, em Uyên sẽ giới thiệu tới quý khách hàng một mẫu mixer mới đến từ thương hiệu Behringer với mã sản phẩm là X32 Produce. Hãy cùng em đi tìm hiểu chi tiết về thiết bị ngay bây giờ nhé! Behringer là thương hiệu âm thanh đến từ Đức, chuyên cung cấp cho người dùng các sản phẩm trong lĩnh vực âm thanh như ghi âm, DJ, EDM hay thu phát sóng. Behringer là một tập đoàn đa quốc gia với chi nhánh tại 10 quốc gia, vùng lãnh thổ và mạng lưới bán hàng tại hơn 130 quốc gia trên toàn thế giới. Behringer X32 Produce là model nằm trong dòng Digital Mixer X32. Dòng mixer này được ra mắt với 3 model là X32 thường, X32 Compact và X32 Produce. Ngoài ra, để hỗ trợ cho các hệ thống âm thanh sử dụng ngoài trời trong môi trường điều kiện khắc nghiệt thì nhà sản xuất cũng cung cấp thêm các model có phần vỏ được thiết kế riêng giúp bảo vệ, cố định thiết bị tránh hư hại. Các model này sẽ có ký hiệu TB ở đuôi. Dòng Digital Mixer X32 được nghiên cứu và cho ra mắt bởi sự góp sức của 3 thương hiệu lớn với công suất đến từ Midas, xử lý tín hiệu được vận hành bởi Clark Technic và sự độc đáo trong thiết kế kỹ thuật tiên tiến của Behringer đã cho ra đời những chiếc mixer kỹ thuật số đẳng cấp. Ở đây thì chúng ta đang có model X32 Produce, đây là model nhỏ nhất trong dòng X32 được Behringer cho ra mắt. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hình dáng thiết kế của chiếc mixer này. Thiết bị có kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 63 x 58 x 30cm với cân nặng chỉ khoảng 12kg. Phần vỏ ngoài được thiết kế nhựa màu đen vô cùng cứng cáp. Đầu tiên thì quý khách hàng có thể quan sát thấy khu vực điều chỉnh các bộ lọc, bộ xử lý. Trên toàn bộ bảng điều khiển chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của rất nhiều nút view rải rác. Với nút này, quý khách sẽ dễ dàng quay về màn hình chính trên bảng điều khiển mà không cần phải thao tác back nhiều lần. Phía trên khu vực giải kênh này sẽ có thêm một cổng USB dùng để ghi lại âm thanh và cập nhật hệ thống. Như quý khách hàng có thể quan sát thấy thì mặt trước của thiết bị là rất nhiều cổng kết nối. Chúng ta có 16 nguồn vào chất lượng XLR được đánh số từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, có thêm đèn đỏ ở bên cạnh để hiển thị có sử dụng phantom hay không. Bên cạnh là cổng AUX in và AUX out cho jack 6 ly. Ngoài ra thì người dùng cũng được cung cấp thêm hai cặp cổng 3.5 cho kết nối phát nhạc trên các thiết bị như điện thoại. Tiếp đến là nhóm cổng talkback, monitor, hai ngõ jack 6 ly kết nối loa kiểm âm phòng thu và một cổng XLR. Phía dưới là 8 cổng đầu ra output. Phía dưới cùng là tên thiết bị, cổng mở rộng lên đến 96 kênh, cổng kết nối hệ thống giám sát cá nhân Behringer P16 qua cáp Internet, cổng nhận lệnh MIDI, cổng điều khiển qua Internet, cổng kết nối sao cạc, cổng nguồn và cuối cùng là nốt nguồn. Mặt trên của thiết bị thì chúng ta sẽ nhìn thấy một hệ thống các núm vặn điều chỉnh, màn hình và các cổng USB. Để dễ hình dung thì chúng ta sẽ chia hệ thống núm vặn này theo 5 nhóm. Chúng ta có hệ thống 17 các fader bao gồm 8 line đầu vào và 8 line đầu ra, thêm vào đó là một master tổng. Ở dưới cổng master này thì chúng ta sẽ có thêm một cổng kết nối tai nghe. Trên mỗi giải fader, quý khách có thể điều chỉnh thanh trượt, các nút mute và solo, chỉ báo gate, đồng hồ đo mức đầu vào và chỉ báo compresso. Để điều chỉnh cho đầu vào từ kênh 9 đến 16 thì chúng ta cần sử dụng nút lật kênh, còn từ kênh 17 đến 32 thì chúng ta cần sử dụng thêm box mở rộng. 8 fader tương ứng với 8 đầu ra âm thanh, các fader này sẽ điều chỉnh âm thanh đầu ra như các loa full range, loa sub hay các loa monitor. Không giống với input, output không có các nút lật kênh, để mở rộng nhiều kênh đầu ra hơn thì chúng ta cần sử dụng thêm box mở rộng. Ngoài việc chỉnh sửa bằng các núm vặn, nút like đẩy thì hoạt động của mixer cũng được điều chỉnh trên giao diện màn hình. Màn hình không cảm ứng, thay vào đó là các núm vặn điều chỉnh, nút bấm lên xuống. Màn hình này sẽ hiển thị thông tin chi tiết hơn của các tính năng và chế độ. Ngoài ra còn tùy chỉnh thông qua các nút bấm tiện ích được đặt xung quanh màn hình. Các tính năng hữu ích này sẽ giúp người sử dụng nhanh chóng đi đến trang cần điều chỉnh mà không cần phải chờ đợi lâu hoặc tìm kiếm nhiều. Cuối cùng là cụm nút Acid, đây là 8 bộ effect cài đặt sẵn giúp người sử dụng dễ dàng truy cập nhanh, có thể ghi chữ nốt bên cạnh. Câu hỏi đặt ra là với thiết kế khủng như vậy thì thiết bị của chúng ta được tích hợp những tính năng tuyệt vời nào? Chính nhờ những ý tưởng thiết kế nổi bật của Behringer và công suất đến từ Midas đem đến khả năng kết nối với số lượng thiết bị cực kỳ ấn tượng. Cùng với đó là việc mở rộng thiết bị qua cổng AES50 giúp thiết bị có thể đáp ứng tối đa 48 kênh tín hiệu trên 25 bus. Thêm vào đó là khả năng kết nối mạng Supermax của Clark Technic cho độ trễ âm thanh cực thấp. Để Phương Nguyên nói qua một chút về Midas,
Đây là công ty chuyên thiết kế bảng điều khiển âm thanh chuyên nghiệp ra đời từ năm 1970. Về Krasstechnik thì đây là công ty chuyên thiết kế và phát triển các thiết bị xử lý chuyên nghiệp có trụ sở tại Vương quốc Anh. Tuy là một thương hiệu với tuổi đời còn trẻ trong ngành công nghiệp âm thanh, nhưng mà chất lượng của thiết bị đến từ Midas và Krasstechnik thì được giới Soundman đánh giá ở tầm chuyên gia nhờ sự tích hợp tối ưu cùng kỹ thuật hiện đại tiên tiến. Và cũng chính nhờ sự kết hợp của ba thương hiệu lớn trong ngành âm thanh đã cho ra đời dòng mixer kỹ thuật số xuất sắc như là X32. Người dùng có thể dễ dàng thông qua bàn trộn mixer mà trở thành một phù thủy âm thanh chuyên nghiệp. Vừa rồi thì Phương Uyên đã cùng quý khách hàng đi khám phá Digital Mixer X32 Produce đến từ thương hiệu Behringer. Em tin rằng đây sẽ là thiết bị vô cùng hữu ích, hỗ trợ tối đa cho hệ thống âm thanh của quý khách. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, mời quý khách hàng truy cập website chungchinhaudio.vn hoặc liên hệ tới số hotline 0902 188 722. Cảm ơn quý khách đã theo dõi. Phương Uyên xin chào và hẹn gặp lại ở video sau. Âm thanh của bạn, sứ mệnh của chúng tôi.